cuộc sống hạnh phúc. Bạn có đang tự phá hủy gen của mình mỗi ngày bằng 5 thói quen tai hại nhiều người Việt mắc phải này không? Nhiều người chưa biết rằng các căn bệnh gen hiện nay có nguồn gốc từ những thói quen xấu trong sinh hoạt hàng ngày. Đặc biệt, 5 thói quen tai hại này vẫn có vô số người đang mắc phải. Ăn quá nhiều đồ ngọt. Ăn quá nhiều đồ ngọt không chỉ gây hại cho răng, nó còn có thể tác động xấu đến gen. Gen chuyển hóa đường fructose thành chất béo. Quá nhiều đường tinh chế và sirop fructose có thể gây ra sự tích tụ mỡ ở gen, dẫn đến gan nhiễm mỡ. Một số nghiên cứu cho thấy đường có thể gây hại cho gen tương đương như rượu bia, ngay cả khi bạn không thừa cân. Thức khuya, dậy muộn. Bạn luôn khó chịu mỗi khi cha mẹ nhắc nhở đi ngủ sớm. Thói quen mà hầu hết chúng ta bỏ qua khi lớn lên, ra ở riêng và bị cuốn theo những sở thích vô bổ khác. Thực tế là cơ thể chúng ta sẽ thực hiện quá trình thải độc vào thời điểm nhất định trong đêm. Ví dụ, hệ bạch huyết của bạn sẽ được thải độc đầu tiên khoảng 0 giờ đêm đến 2 giờ sáng. Gan sẽ thực hiện chức năng tự tái tạo và thải độc. Tuy nhiên, quá trình này chỉ được thực hiện khi bạn đang ngủ. Nếu bạn phá vỡ chu kỳ tự nhiên, đồng hồ sinh học của cơ thể thường xuyên, chức năng gan sẽ bị ảnh hưởng. Nhịn ăn sáng. Khi bạn thức dậy vào buổi sáng, lượng glucose trong cơ thể giảm xuống rất thấp. Trạng thái này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chức năng gan và ngăn cản bộ phận này nhận đủ năng lượng để thực hiện các chức năng thiết yếu. Ngoài ra, rất nhiều người bỏ bữa sáng để giảm cân hoặc đổ thừa cho lý do quá bận rộn. Thường xuyên tức giận. Có khá nhiều người không kiềm chế được cảm xúc của mình và dễ nóng giận với nhiều vấn đề trong cuộc sống. Điều này không chỉ khiến tâm trạng của bạn không tốt, khiến mọi người xung quanh không thoải mái, mà nó còn ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe lá gan của bạn. Khi tức giận, cơ thể sẽ bài tiết ra một loại chất gọi là catecholamine, tác dụng với hệ thống thần kinh trung ương, làm cho đường huyết tăng cao, tăng cường axit béo phân giải, độc tố trong tế bào gan và huyết dịch cũng theo đó tăng lên. Nhịn tiểu buổi sáng. Có những người thức dậy và vội vàng rời khỏi nhà với ý nghĩ sẽ ăn sáng và uống cà phê tại nơi làm việc. Khi đó, họ thường nhịn tiểu đến công ty cho kịp giờ làm. Tuy nhiên, đây là một thói quen cực kỳ nguy hiểm. Nhịn tiểu không chỉ làm tổn thương gan mà còn gây hại cho thận. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Các bạn nhớ like và subscribe kênh của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn.